Hải Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng ngày 10 tháng 6 năm 2021. Khu vực toàn tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa và dông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 14 đến 32 độ C. Cụ thể, khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Nhiệt độ xuống thấp hơn hôm qua, mưa sẽ xuất hiện vào đầu giờ chiều, có nơi có mưa đêm. Nhiệt độ dao động từ 14 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng kèm theo tố, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ngày nắng gián đoạn, mưa rải rác ở vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng bao gồm các huyện Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có nơi có mưa, nhưng mưa không quá to và không kéo dài. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Thưa bà con nông dân, trong những ngày gần đây, nhiều địa phương trong tỉnh có mưa tương đối nhiều. Vì thế, việc đầu tư chăm sóc cây dâu tây, nhất là với những diện tích dâu trồng ngoài trời hết sức khó khăn, bởi cây dâu dễ bị thối mé, chấm trái, cao su, v.v. Vì vậy, ngoài phân NPK, bà con cần quan tâm đến nhóm phân trung lượng vi lượng vì nó quyết định quan trọng đến chất lượng và khả năng kháng bệnh cũng như tăng cường quang hợp trong điều kiện thiếu ánh sáng cho cây dâu tây trong thời điểm này. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho các điểm du lịch chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bản nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt.